Tết ra lắp trong 25 trước khi làm mặt này. Xe này đời 24. Thế cho nên xem thì khác biệt không? Đây sau khi mấy giờ làm lại xong cái nồi của con chiếc AB ha, hơi đầu bò mình làm lại cái nồi đây, mình nhớ mặt nhau thay móc bệnh bi ha, hai mặt nha, mình làm là hết theo bạn mình nha. Đây là cái chuông đó, với bố lò xo theo bạn mình nha, mình canh cho anh em đi nhẹ, với là mình làm cho nó hết địa cũng ra đầu á. Bây giờ xe này mình hay mang cái lọc gió đồ chơi đó, giúp đi nhiều gió ha. Anh em đi lọc gió là nó ăn cái máy mình xe rồi, nó nhẹ lắm. Lọc gió gì nó đây nè, em đi nó không có đủ gió, chạy thời gian nó nghẹt gió, nó bị hao xăng lắm. Đây lọc gió này nó được chơi, anh em chạy đủ gió, anh em nhìn cái đường hơi nó đường hút gió lớn lắm nha, chạy nó giúp đi tiết kiệm xăng, dẻo lắm. Rồi mình bắt đầu tiến hành gắp, xong mình cho anh em xem thử sự khác biệt của nào mình làm nha. Đây mình test cái nồi với ông ơi, mình mới vừa làm xong anh em. Test cho cái tốc độ lên được bao nhiêu nha, khác biệt của cái nồi mình làm nha. Nhiều lắm rồi. Ngày lấy cái búa để thử kiểu này lại cái ngon. A bơi phải sinh tờ A bơi S thắt lồi lọc gió 300 này canh máy lại nó bị kêu. Đời mới này xe nào nó bị đời mới lên là tạch khó chịu. Đi bỏ đó.